thật thà nên chuyện. Hồi nhỏ thì tôi học giỏi, nhưng mà trong công việc thì tôi gặp khá nhiều khó khăn bởi cái bản tính quá thật thà của tôi. Mọi người khuyên tôi thay đổi đi, nhưng tôi mặc kệ. Bước vào kinh doanh, gặp vào cái thời kỳ mà hàng hóa rất là khan hiếm. Các nhà buôn khác thường đẩy giá lên cao để bán, kiếm được lời nhiều hơn, nhưng tôi thì không. Kết quả, sau 7 tháng, khách đến với chúng tôi ngày càng đông và chúng tôi đã trở thành nhà bán buôn lớn ở Hà Nội. Thật thà nên tội. Mọi người khuyên tôi giảm chất lượng để giảm giá, đồng nghĩa với giảm tuổi thọ của sản phẩm. Với tôi như thế là gian dối. Chỉ cần một cái gật đầu của tôi thì mọi thứ sẽ được giải tỏa, hàng hóa sẽ bán được hết, công nhân sẽ đủ việc làm và đủ lương, nhưng tôi không thể thuận lòng. Cái tính thật thà của tôi dường như nó trở thành cái tội. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1.